trước cửa khách sạn để mọi người soi mối chính là anh người kêu ba tôi làm vậy cũng chính là anh đúng là tôi làm anh muốn trả thù bằng cách này muốn được bồi thường bằng cách này tại sao còn giả bộ để làm gì thì ra người đàn ông tên trịnh thư hiền thật đáng sợ rõ ràng tôi tàn nhẫn như thế nào anh đã nhìn được 25 năm rồi. Giả bộ làm bạn, làm người yêu tiếp cận chuyện này. Nếu dùng để báo thù thì rất là hay. Nhưng mà chuyện người không nên làm. Tôi đã từng tin tưởng anh. Hãy nghe tôi. Lập tức cho ba tôi tiền chức. Ngay lập tức. Là tôi đích thân nhận vô. Khi kỳ. <laughs> Coi bộ cô thấy đây chính là sự báo thù có đúng hay không Minh Kỳ Quệ. Nếu thực sự báo thù, sẽ không như vậy. À, yêu bản thân và đi tìm con đường hạnh phúc hơn hiện tại. Để tìm lại kiếp cho ba cô. Cô đã làm được chí biết đau lòng, Chí biết sơi nước mắt. Vì để tìm chứng cứ, nên cô đã bỏ mặt ân huệ nhà. Trừng phạt tội ác của hỷ thu đều là tốt. Nhưng vì chuyện đó mà lỡ mất thứ thật sự đáng quý, là chuyện rất là ngu ngốc, cô biết chưa? Cô không bao giờ từ bỏ việc báo thù, nhưng cô từ bỏ cái khác. Sự đau khổ, nhà khách sạn còn cả bản thân của cô nữa. Dù anh có nói gì đi nữa, thì bà của tôi vẫn từ chức. Không bao giờ. Thiết vẫn làm việc ở khách sạn Mona Lisa. Tôi sẽ để ổng làm những công việc như vậy. Cô nghĩ thế nào thì tùy ý cô. Kỳ quệ. Nằm ở khách sạn Lubini. Và cả trong tay của tôi. Nếu cô tiếp tục như vậy, thì cho dù ngày mai cũng sẽ miễn <laughs> cô phim hay để coi thì làm thế nào đây cô muốn làm gì đây Chờ báo chí tới phỏng vấn đang từ tổng giám đốc xuống thành nghề gác cửa cảm giác như thế nào cô cũng sắp để tất cả thế giới biết những gì cô đã làm không chỉ là trò hề mà còn bị người ta soi mối. Nhờ, để tôi. Bà thôi đi, con đi về nhà. Con đừng có làm như vậy, con không phải là người phụ trách ở chỗ này. Sao bà lại như vậy? Người ta đang nhìn ba kìa. Bị miễn chức tổng giám đốc lại bị mất trí nhớ. Kết quả trở về khách sạn để làm người mở cửa. Mọi người đều bàn những người đó Sẽ có người đau lòng vì chuyện của ba làm hay sao Ba không có gì Không có sao đừng có để ý. tới ba Con hãy đi lại à. <cười> <cười> Tôi dữ vậy Có thể nói với tôi tôi chia sẻ trước khách sạn của mình đang có trò hay để coi mình đồng triết bây giờ xuống làm người mở cửa trò hay đó nếu là do tôi thì càng thú vị hơn chi là tôi khi mình đồng thiết trước mặt của mọi người làm ông ta trở thành trò cười bây giờ chắc là cảm giác sau này ông sẽ dị tin tức từ trong khách sạn và quá khứ của bản thân mới có cảm giác đáng sợ hơn nữa là tôi làm thế nào có vui hay không? Có phải là điều đáng kích thích hay không? Hế? Ghét ông ta dữ vậy. <laughs> Hình như không chỉ có mỗi một mình tôi. À. Ít ra tôi cũng... Không giống tổng giám đốc biểu hiện quá mạnh mẽ. Xem ta có thể sống như những người bạn. Bạn bè ân hỷ thu à cô rất có đúng hay không không hề có ý trở thành bạn bè thật sự của cụ vậy thì còn anh không phải anh là người có hai bộ mặt xa lời nói đối với ý có tốt hay không thì cũng giống như là lừa gạt người khác che giấu thân phận của mình với minh kỳ Huệ lại còn ra cái điều hùng hồn với tôi nghe cô nói như vậy thế là của cô Hấm. Mình đã gạt Minh Kỳ Quỵ Không phải là đang gạt. Tấm hình này có thể lập chứng cớ hiện trường đầy đủ, có thể... Xin ông, hãy mau mau dùng luật pháp đi. Cô nói khi xảy ra đám cháy, CCTV ở trước cửa nhà đã bị mưa làm hư hết. Cô quay được, cũng có thể bắt ân hỷ thù không thể gì cổ ra khỏi nhà khi đám cháy xảy ra mà nói cổ là hung thủ. Ừ, vậy thì phải làm thế không làm được gì sao? Điều này cũng vậy. Không thể gì khi xảy ra sự việc, cổ đi qua nơi xảy ra sự việc đó. Cho dù xác nhận được chủ của chiếc xe tẩu, mua tài thức nợ tiền phạt chạy quá tốc độ thai cổ. Những thứ đó không thể làm chứng cứ trực tiếp với chết ân dạng cát. Vậy là không còn cách nào khác. Mặc dù uổng công, nhưng không có chứng cứ trực tiếp cho thấy ân hỷ thu giết ân và cát Anh sẽ tìm chứng cứ khác tôi sẽ tiếp tục đi tìm mặc dù đây là suy nghĩ của cô nhưng mà đáp án của tôi trước sau vẫn vậy <laughs> cái này cho tới ngày hôm sau sẽ kiểm tra và bổ Cô có nghe tôi nói gì không? Hả? Có. Cái này, sau khi ngày mai kiểm tra, bổ sung thì sẽ giảm bớt đi. Ờ. Ừ. Được. Cô làm sao vậy? Cứ trả lời qua loa là xong à? Cô hãy coi <cười> mai. <cười> hoặc là làm bầm, hoặc là nổi giận hoặc là dùng sự kiêu ngạo thử. Không phải nên làm vậy sao Sẽ thử <laughs> Nếu như điều này rất đáng để vui mừng Thì phải làm cho thiệt tốt Nhưng viên phụ trợ cũng phải phục tùng Cách làm gì của chủ tịch chính là tôi đây Đó là phương châm Ây Ôi ơi, trời đất ơi <laughs> Thiệt lạ quá Sao tự nhiên hôm nay cắm qua vậy <laughs> Sao hả chị Su hay không Ôi trời trước đây khi tôi nhìn thấy bà chủ ngồi như thế này để cấm quà tôi còn nghĩ sao lại tiêu tiền cho bà cái chuyện vô vắng tiền mấy cân thịt heo rồi nhưng mà từ khi dùng cái căn phòng kia thì lại biến thành như vậy à nhưng mà nè chị ê à, à, dù sao thì chị xui cũng giống à, như là cái mền sau mùa mưa giống cái mền soi khô được biết chưa đúng cảm giác dùng chuyện bị thai nhi quấy rối làm loạn nhà lên tiền sao của chị cũng rất là lớn à không phải cái mệnh của mùa mưa không thể phơi khô được nhưng mà có một chuyện tôi không bỏ qua được chính là người đàn ông chúng ta gặp khi ăn ở bên sau đó tặng phần thức ăn không ít tiền chút nào điều này thì quá kỳ lạ hình như là hắn ta có quan hệ rất thân thiết nè. Hỷ thu nhà của tôi, ngoài con rể hàng ra là không biết đến người đàn ông nào khác. Là một đứa chỉ biết chăm chỉ làm việc. Ê, nếu nói ra, quá khứ chính là con rể hàng. Dám so sánh người đàn ông xấu với người phụ nữ. Người phụ nữ có quá khứ đã giờ tha thứ được, có biết chưa? À, ờ à, không, không tha thứ được thì chị có thể làm gì? <laughs> tôi sẽ cắt ngay lập tức. Ây à, trời đất ơi. ơi <laughs> ờ, đúng ra ba nên sớm để trễ rồi phải không? Ba tại sao lại không gọi má tới luôn? Hơi ừ, đứa thêm má của con thì hôm nay cái tiệm này phải đóng cửa luôn đó. Con còn hết tiệm luôn. <laughs> <laughs> ba với con yên tĩnh như vậy là tốt đó. Ba cảm ơn con. Cảm ơn con đã không có buồn tài. Càng cảm ơn con đã nói muốn có em bé. Bà, rất là cảm kích Rất hâm mộ chị ơi Bình Hiệp à, Hôm nay có bạn không? Sao giờ này thường tới đây quá vậy À, ai vậy Là người mà con quen biết Đây là ba của tôi Đây là chị dâu <laughs> Nhìn bác như là anh em ruột của Bình Hiệp vậy đó Ờ, nếu như chưa ăn thì ngồi xuống ăn chung luôn Dạ, vậy cảm ơn bác nhiều <laughs> ờ, Nhìn còn quen lắm có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu Dạ thưa chắc là về con thường ra ngoài chơi Ờ Bình Hiệp không vậy Thôi chơi cái gì Tôi cũng không có chỗ ngủ Ừ Bình Hiệp à con không có bác chơi Ngủ chung với Bình Hiệp cũng được mà Dạ cảm ơn bác nhiều Con và Bình Hiệp có quan hệ rất là tốt Ba con bây giờ phải trở về khách sạn ngay. con có sớm không được sao? hãy cố gắng về sớm một chút. không phải như vậy mới giữ được trái tim của Chi Hiệp à? <laughs> dạ, thưa ba. rất vui được gặp cô. mù tài thức kia. tại sao lại có quen với Bình Hiệp? Ây, tại sao lại như vậy? À, không phải, Chi không đúng chuyện đó cũng có liên quan với hắn ta cho nên hắn sẽ không có dễ dàng mở miệng chị à ân huệ chán lắm ân huệ chán lắm hả ừ. chị tang sở còn phải coi qua tài liệu nữa em bọn này ngày nào chị cũng rất là bận rộn cứ nói một mình cũng không có thèm chơi cùng với ân quệ nữa chị thật không Vì lúc nào cũng tìm chuyện cớ cho nên cứ bỏ mặt ân quệ nhà một mình hơn nữa còn quỷ có hội nghị chị không chăm sóc cho em đàng hoàng cô đơn lắm phải không à, tại sao ba lại không quay về hôm nay ba sẽ về trễ một chút ân quệ à nếu em cảm thấy buồn, đợi khi ta sợ chị đến đón em. Chơi cùng với chú Bình Hiệp sẽ rất là thú vị. Ân Huệ rất là vui. Chị sẽ tới đón em. Má ở nhà hả? Ờ. ờ. Là ai đây, bạn của con hả? Ờ. Chứ dù nhìn khuôn mặt hay là giá người thì anh ta đều già hơn con rất là nhiều. Người mà con quen biết lúc trước làm việc với nhau thôi, đâu có gì. Mau vào đi. <laughs> Ai hey, có chuyện vậy xong à quá vậy, ai tới đó? <laughs> Ối <để, cười> <ơi giò>, cha <laughs> bể cả chén rồi. <laughs> Chị xui làm sao vậy? Giống như nhìn thấy mà. Thấy mà. <laughs> <roll> tính cách thiệt là kỳ lạ. Hỷ thu à? Yeah. Con biết không? Cái thằng mới tài thức tìm tới nhà. <laughs> Vậy là hắn cuối cùng dẫn tới. Nó nói những điều kỳ lạ. Cho nên con mới nói với má là coi chừng hắn. Dẫn cái cho hắn vào. Về phần trí hiệp, con suy nghĩ khách Xong việc rồi. nhà. Yeah. Hôm nay anh phải làm thêm đi. Tại sao vậy? Đột nhiên lại làm thêm. Dù sao thì hôm nay anh không có gì. Cái này anh hãy ngồi lại để sắp xếp nó. Vì sáng sớm ngày mai phải quyết định. Sắp xếp, từ từ làm biết chưa? <laughs> Ở buổi tiệc đêm một trăm phần trăm người bị con bắt được. Sắp tiếp hành bốc kim, bị kỳ là người. <laughs> à, thế bà má con mới về. À già con đã về rồi. Đây là con dâu của tôi Chí Hiệp không về cùng à thêm Hãy mau tới đây hôm nay cũng đã dứt giả rồi <laughs> Anh đi lên thay quần áo trước đi Lúc nãy nói tới đâu rồi Bây giờ nói tiếp đi Chuyện rất là hay Anh ta chỉ có giỏi cái miệng không à Mày cũng nói tào lao nữa Tiền tới đây chơi nha Ê, Thiệt hả bác Hôm nào tới cũng được sao <laughs> à, được cho vô hôn là quan nên <laughs> nè ăn chút nho đi <laughs> <laughs> đi là đâu mà anh dám vô đi ra ừ. cô kết hôn thật rồi hả bỏ người khác vào tù rồi mình sống hạnh phúc gia định chí hay không nhận thì tốt con nghĩ là phải nhục chí mới được hàng Minh hiệp rất là hung hăng nói <laughs> à cái người đó à, không phải à dạ về thẳng tới nhà đi sao vậy con có muốn xem coi thế nào nội nó về thì cứ về tài sẽ kim quay xe sẽ... Hoan Ngân quy kết. Tại sao lại gặp mặt ở đây nữa? Dạ, thưa bà, dạ chưa? Cũng may mà ông vẫn nhận ra tôi. Thật ra thì tôi cũng đang muốn tìm kiếm... Muốn gặp lại ông, nếu như muốn gặp lại tôi, không phải chỉ biện giải cho mình thôi hay sao? Tôi không muốn gặp. Ôi. hả gì vậy tại sao minh đồng thiết lại ở chỗ này nội đã gặp ổng muốn nội gặp nên để ổng quyết tâm muốn nội ngất xỉu có đúng hay không không phải như vậy đâu nội nếu không phải thì tại sao ông ta lại ở đây dù có có nguyên nhân là có nguyên nhân gì nguyên nhân gì tại sao lại để ý tới tình hình của ông ta con làm như vậy là vì có ý với minh kỳ quệ vậy thì nội sẽ không có tha cho cô ta nữa đâu con có hiểu chưa con đừng có qua mặt nội không phải đang báo thù à báo thù với mình đồng thiết người từng là chủ tịch bây giờ phải đón khách có cách nào thực tế hơn cách này hay không <laughs> Mickey quỷ. Điều nào đúng Và điều nào là không đúng Cô hãy nghe tôi giải thích đỡ Còn muốn tôi nghe gì nữa Những điều nên nghe hình như tôi đã nghe hết Cần báo thù Cần phải bồi thường tất cả những mệt mỏi và đau đớn đúng không Tôi hiểu có thể hiểu được Nhưng không Tại sao chứ Tại sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này Tôi yêu anh mục đích cũng là vì muốn báo thù phải không anh toại minh kỳ huệ một người đàn bà đi yêu một người đàn ông muốn trả thù ba của mình sao tới bây giờ tôi mới hiểu tôi vẫn còn tôi còn tưởng Tình yêu mà anh đã dành cho tôi là tình yêu chân thật. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng vẫn tin tưởng. Tình yêu của chúng ta là thật. <laughs> Phó giám đốc kiếm tôi à. Có thể giúp tôi một việc nhỏ được không? Ồ được, không sao. Là đồ dùng phụ nữ, nhưng tôi không biết ông mua có được không <laughs> Khoan đã, mình đồng thiết Hả? Ờ, ờ, được Ba đi đâu vậy? Bà phải tranh thủ về trước thời gian giao ca mới được. Bà... Ba... Ai kêu bà làm chuyện này? Thu. Cô lại dám kêu bà tôi đi làm những chuyện này hay sao? Không phải là tôi có thể Tôi biết tới giờ nghỉ nên mới kêu ông ta làm. Sao không phải chuyện khác mà là chuyện này? Cũng Hoàn cảnh mà khác rồi thì lòng tự tôn cũng phải thấp xuống mới đúng. Tưởng ba cô vẫn còn là tổng giám đốc hay sao? Ông cửa, người mở cửa xe, mở cửa khách sạn cho khách, người đứng trong cửa. Tệ hơn là không ai quan nghênh mà vẫn cứ mặt luận lung tung, cứ tồn tại giống như là đồ nhắm rượu trên đầu môi của người ta. Điên chưa? Đánh như vậy vẫn còn chưa đủ. Nếu như cô vẫn tiếp tục làm cho tôi bị điên lên. Tôi còn tưởng tình cảm cho dù xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn tin tưởng tình yêu của chúng ta là thật Tại sao em lại ra đứng ngoài này chú Bình Hiệp đâu? Trời ơi! Chú xấu xa! Ừ. Kìa kìa! Không ngờ lại gặp mặt. <laughs> cái gì? Chứ dù tôi có ghét ân hỷ tu tới đâu đi nữa, nhưng mà nếu không có được lợi thì tôi sẽ không có đứng về phía của cô. Chắc là dễ tu bị xử phạt thì ngay cả anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng tôi muốn có sự giúp đỡ của anh, không dùng tiền để mua chuộc anh. Mặc dù không có tiền, dù có tôi cũng không làm. Như vậy là nói xong rồi. <cười> <cười> Bí mật về sự thấm chết, tôi nhất định sẽ khám phá ra. Nếu mà như vậy, thì chắc chắn ân hỷ thu sẽ cũng sẽ kéo anh vào cuộc. Tới chừng đó tôi nghĩ, anh sẽ rất cần tới một người để giúp đỡ. Cô nói đồng phạm gì đó, trước đây tôi không có đụng vào nỗi đau của người khác, bây giờ muốn dụ dỗ tôi à. Cho dù là dụ dỗ, hay cầu xin cũng không quan trọng của ân hỷ thu. Là anh, đã gánh hết tội của ân hỷ thu, vậy mà cũng không hiểu gì về cổ. Tôi <laughs> chỉ cần có tiền thì bán cả lương tâm của mình được chưa? Chị có chuyện gì? Cậu hãy nhớ lời của tôi giận. Tuy rằng bây giờ không thấy nào nói hết, nhưng đợi sau này, sau này cậu sẽ biết. Cho nên bây giờ, cậu tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Tôi xin thề trước mặt của ân quỷ. Sao lại gặp mặt nữa vậy? Ngày mai Là ba giờ ngày mai Gặp nhau ở Minh Động Có chuyện quan trọng à Hay vậy chứ Bốn giờ chiều mai mới có thời gian à Ồ được Anh tới trước đợi em ha Không có tới trễ đâu Được được không sao hết Ồ được được <laughs> Nhận lời nhờ giả của chị dâu thì phải làm theo <laughs> cái tên mua tài thức nặng mình hiệp ra để làm cái gì? <laughs> Còn tới nhà của tôi, bây giờ lại cho gọi người ra. Sao? Anh muốn ném cho hàng Bình hiệp một cái bom hay sao? Cái con nhỏ cái gì đó? Mưu tài thức anh mà cứ làm như vậy tính mạng của anh sẽ càng nguy hiểm hơn nữa có biết chưa rất đúng đúng ân hỷ tôi đã hạ quyết tâm thì có gì là làm không được giết chết ân dẫn cát đốt lửa giết phu nhân khách sạn bây giờ tới phiên tôi hả hãy nói cho tôi biết đi bức hình đó đâu đưa ra đi cho tôi <laughs> cô muốn thoát hả ôi lúc đầu người giết ân dẫn cát là cô hai chúng ta ai giết người đi cầm cái miệng của anh lại Bức hình đó chắc là đang có trong này phải không? Nếu là cô thì cô để những thứ quan trọng ở trong đó hay sao? Bức hình để ở đâu? Chết. Mang tiền tới đây. Ba tỷ. Hừ. Nếu như vậy, để xử lý sạch sẽ trước thì tùy anh những lời nói thừa thải của một tên rác rưởi sẽ không có ai tin đâu cô nghĩ đúng là do tất cả mọi chuyện đều do ân nghĩ thu làm